lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc tiết gà, vật lông gà là vật lông gà, ăn thịt gà là ăn thịt gà. Anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình, chơi hết mình là lên thiên đình, lên thiên đình rồi nhảy sập sinh, nhảy sập sinh là nhảy sập sinh. Anh em mình là người Hà Nội là chơi rất trời để nhớ nguồn cội, thỉnh thoảng mưa nên là đường lầy lội, lên là lên là lên là lên, Hà Nội không bôi đơn đâu. Anh em mình là người Hải Dương là rất tình thương nên là ở tứ phương mới là người Hải Dương. Yeah, are you ready? Anh em mình là người Phú Thọ là không lọ mọ nên rất nhiều cỏ mới là người Phú Thọ. Lên là lên là lên là lên, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Lên, lên, lên Phú Thọ nào, lên Phú Thọ để mình gặp cỏ, mình gặp cỏ để thành những chú thỏ, quay 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 lên. Anh em mình là người Quảng Ninh là rất thông minh, con gái rất xinh mà gái rất xinh mới là người Quảng Ninh. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên. Anh em ơi, tới Quảng Ninh nhớ qua Vịnh Hạ Long để anh em mình bay lòng vòng, bay lòng vòng. Anh em ơi, chuẩn bị cất cánh chưa nào?